Khi cô đơn anh thường chơi game một mình, rảnh thì ngồi đọc truyện hoặc là xem truyền hình. Hay chú tâm vào cái đam mê rồi bắt con biết feel, thỏa mãn với cái sở thích kệ con mẹ nó ít view. Chưa từng nhận là thằng con trai tốt, anh mang trong người phân nửa giữa chữ thiện ác.